người, bao gồm cả tất cả các nghệ sĩ cũng như là các bạn học viên đã có những tiết mục biểu diễn thật là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, cùng tiến lên sân khấu để nhận phần quà chúc mừng kỷ niệm đến từ nhà trường. Xin được mời tất cả các bạn còn bạn nào ở bên dưới chúng ta chưa tiến lên không ạ? Chúng ta khẩn trương tiến lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương cũng như là các phần quà đến từ nhà trường. Và bây giờ xin được mời đại diện của Music, Shalom Music Academy, anh Võ An Quốc sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng các phần quà cho tất cả các nghệ sĩ cũng như là học viên của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Quý vị thân mến, 10 năm là một con số rất là tròn trĩnh, một số chẵn rất là xứng đáng cho một kỷ niệm đánh dấu mốc, đặc biệt là đối với Shalom Music Academy của chúng tôi. 10 năm từ lúc kể từ ngày thành lập cho đến hiện tại, thật sự là có biết bao nhiêu là thăng trầm, có những thành công cũng như là những khó khăn vấp ngã. Tuy vậy, nhờ có sự đồng hành của tất cả quý vị ngồi ở đây, tất cả quý vị phụ huynh, các đối tác cũng như là các bạn nhỏ rất là đáng yêu của chúng ta đã đồng hành cùng nhà trường từ kể từ ngày thành lập cho đến ngày hôm nay, đó là một sự hết sức trân quý và quý báu. Chúng tôi hy vọng rằng nhà trường cũng như các đối tác và phụ huynh học sinh sẽ cùng tiếp tục sát cánh bên nhau và xây dựng nên những điều tuyệt vời hơn nữa vào các năm sau. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và chương trình của buổi tối ngày hôm nay cũng đã tạm khép lại. Hẹn gặp lại quý vị ở concert tiếp theo của Shalom Music Academy vào năm sau. Và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.